Hôm nay em lên cho quý anh chị một lô đất nằm ngay trung tâm của thị trấn Long Điền ha, mặt tiền đường nhựa thông luôn. Ngay chợ Long Điền đây cho quý anh chị. Thì phía trước mình là cách khoảng tầm chưa tới 100 m là đường Dương Bạch Mai cho quý anh chị. Rẽ phải là về trung tâm thị trấn trung tâm của thành phố Bà Rịa ha. Rẽ trái là xuống quốc lộ 55. Mình sát với lại chợ Long Điền đây cho quý anh chị. Thì hôm nay em có lô đất mặt tiền đường nhựa thông nằm trong khu dân cư cho quý anh chị. Đây, lô đất này là cách cái nhà này một lô này, xong rồi tới cái lô mình đây ha. Đây, cách nhà này một lô 5 m xong tới cái lô mình đây. Ngang là từ cái mí này đây. Từ cái mí ranh này qua đây là 5m2. Sâu vào trong là 33 m. 34 m nha quý anh chị. Chủ đã lên là 60 m thổ cư. Xây dựng tự do ha. Ở đây là xây dựng tự do nha quý anh chị. Ở đây người ta lên 5 6 căn nhà đây nha. Giá chỉ có 1,450 thôi, chủ chốt cứng bớt lập thôi nha quý anh chị. Tại vì vị trí của mình là nằm ngay trung tâm thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Phía trước mình là Dương Bạch Mai rồi. Ở đây người ta lên nhà sàn sát đây ha. Thì trên quy hoạch của mình là có vào nha quý anh chị, nhưng mà vào không đáng kể ha. Thì mấy cái nhà này toàn bộ nó giống như mình hết nè. Thì mình sau này nó quy hoạch thì mình chừa xăng, phía trước mình có thể chừa xăng đậu ô tô thoải mái nha. Lô đất cực kỳ ngộp luôn. Cái lô này lúc trước rơi vào thời điểm sốt, nó rơi vào tầm khoảng tầm trên 2 tỷ nha quý anh chị. Nhưng mà thời điểm này là chủ kẹt nên là bán nhanh ha. Ngang em xin nói lại diện tích đây. Ngang 5m3, sâu 33, một cạnh 34, phủ hồng. Chủ đã lên là 60m thổ cư, xây dựng tự do. Giá chỉ 1,450 thôi. Bây giờ em sẽ quay ra đường Dương Bạch Mai cho quý anh chị xem. Lô đất mình đây quý anh chị ha, nằm giữa hai cái nhà này luôn. View cánh đồng, đất của mình là quay về hướng đông nam nha quý anh chị. Cực kỳ mát mẻ luôn. Đấy, ra đây khoảng tầm chưa tới 100 m là tới đường Dương Bạch Mai rồi quý anh chị. Thì hướng này nè là đi vào trung tâm của thị trấn Long Điền ha. Còn hướng này là đi lên ngay chợ Long Điền, cách chợ Long Điền khoảng tầm 800 m nè. Hướng này là về thành phố Bà Rịa nha quý anh chị, cách trung tâm của thành phố Bà Rịa khoảng tầm 4 km. Còn hướng này là đi về quốc lộ 55, cách quốc lộ 55 khoảng tầm 500 m nha. Thì đường quốc lộ 55 là đường huyết mạch kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Điền, đi về Đất Đỏ, đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc ha. Mình cách cái con đường nó khoảng tầm 500 m thôi. Thì anh chị nào quan tâm cái sản phẩm nằm ngay trung tâm thị trấn Long Điền, ngay chợ Long Điền thì inbox liền cho em nha. Mặt tiền đường nhựa thông, giá cực kỳ ngộp luôn. Để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý vị xem. Thửa đất số là 346 tờ bản đồ 14, địa chỉ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích 168,1 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 60 m thổ cư, còn lại đất lúa ha. Thời hạn đất ở lâu dài. Đây, đất của mình là phía sau có mương nước này. Phía trước mặt tiền đường nhựa, đất của mình là quay về hướng đông. Hướng đông, ngang 5m2, sâu 34. Để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Thổ cư nằm ra phía sau này nha quý anh chị. Đây quý anh chị, ngang 5m2, sâu 34 nha. Phủ hồng toàn bộ. Sau này quy hoạch con đường này có vào, nhưng mà không đáng kể nha quý anh chị. Mình làm nhà phía sau, phía trước mình làm sân ha. Vào khoảng tầm vài mét thôi. Thì quý anh chị nào quan tâm cái sản phẩm ngộp này thì inbox cho em. Gần chợ Long Điền, mặt tiền đường nhựa thông, khu dân cư. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.